Rồi, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không có tránh khỏi nói về PP một lần nữa các bạn. PP hôm nay à, lại tiếp tục tăng trưởng. Các bạn thấy được là hiện bây giờ tăng 79% nhưng mà hồi sáng này đã tăng hơn 100% rồi. Chúng ta thấy được đây là một cái à, meme coin mà nổi rất là nhanh. Nhanh đến nỗi nào các bạn? Nhanh đến nỗi mà khi mà thùng refresh con get gold đó các bạn sẽ thấy được là PP hiện bây giờ không những là lọt vào thêm 100 mà chúng ta thấy được là PP bây giờ đứng hạng thứ 41 các bạn với vốn hóa hiện bây giờ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình là 1.4 tỷ đô la một con số không hề nhỏ cho một meme coin mà tăng trưởng nhanh như vậy các bạn và nói tới PP đó thì các bạn có biết là với cái sự tăng trưởng nhanh như vậy gần đây đó thì những người mà short cái đồng này nghĩ là giá sẽ xuống đó thì đã bị thanh lý tổng cộng đó tính cho đến ngày hôm nay thì đã có 10 triệu đô la lệnh short PP bị thanh lý rồi à, chúng ta nhìn thấy được là lệnh thanh lý này đó là chia ra làm ba sàn lớn Thứ nhất chúng ta có sàn OKX có 5 triệu đô la lệnh PP số bị thanh lý Khi đó là Hobi có 2.2 triệu và cuối cùng là Bybit là 3.6 triệu Và đương nhiên những cái lệnh thanh lý này lại dẫn đến là PP lại tiếp tục có sự tăng trưởng nữa các bạn Giao dịch meme coin đã nguy hiểm rồi các bạn Nếu như các bạn nói tới về Memecoin meme coin mà còn sử dụng leverage nữa Thì cái sự dao động nó còn kinh khủng cỡ nào nhưng mà nói tới PP này đó thì uh, các bạn đã thấy được là hiện bây giờ đó hầu như uh, đã được giao dịch trên rất nhiều sàn rồi. Các bạn có thể nhìn thấy được là đây là đồng đứng hạng thứ 41. Nếu như mà các bạn uh, xem coi sàn nào đang cho giao dịch đó, thì chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có Huobi, đương nhiên Uniswap đã có từ lâu. Uh, chúng ta có OKX, Gate.io, uh, Bitgate, KuCoin và hôm nay chúng ta nghe cái thông tin đến từ Binance uh, cũng đã list và đứng hạng thứ 41 này đó ở cái mức vốn hóa là 1.4 tỷ đô la. Các bạn thấy được uh, là đồng PP này đó còn nhiều vốn hóa hơn cả đồng Fcoin, Algor, uh, Algo, Phantom, The Grab, EOS, Sandbox, AV những cái dự án mà nhiều bạn yêu thích uh, và tin tưởng là có tiềm năng các bạn nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn thôi là PP đã vượt qua hết như dáng đâu rồi uh, đây là một nhân dẫn chứng cho các bạn thấy được là thị trường này đây chúng ta không nên coi thường những đồng meme coin những đồng meme coin mà khi mà đã có được một cái momentum khi mà đã có được một sức hút rồi đó thì nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh chúng ta đã từng thấy hiện tượng à, tương tự xảy ra trước đây với lại Shiba Inu và trước đó nữa với lại đồng Dogecoin năm 2021 nhưng mà chúng ta nói một chút xíu về đồng PP này đi thì chúng ta có thể thấy được là Pepe đó thì chúng ta nhìn vào cái số lượng hodler thật đây là cái số lượng địa chỉ ví lưu trữ là 103.742 địa chỉ ví đang lưu trữ đồng này thì khi mà so sánh với lại những đồng meme coin lớn khác thì ra sao thì các bạn thấy được được là tobi là đồng pp này đã có 1.4 tỷ đô la vốn hóa nhưng mà có 103.000 địa chỉ ví so với lại chúng ta nhìn vào Shiba Inu đồng này đứng hạng thứ 16 các bạn, vốn hóa của Shiba Inu đã, đã lên tới 5,8 tỷ đô la nhưng mà Shiba Inu đã lại có rất là nhiều địa chỉ ví lưu trữ tổng cộng đó là có 1 triệu 298.356 địa chỉ ví đang lưu trữ Shiba Inu và theo thương hiểu đó những lần mà chúng ta nhìn vào những cái địa chỉ ví lớn mà à, lưu trữ meme Coin đó ở trên Ethereum thì à, rất nhiều những địa chỉ ví lớn của những ca voi lưu trữ Shiba Inu này tuy là vốn hóa của Shiba Inu đó thì tính đơn giản là khoảng chừng à, 4-5 lần so với lại cái vốn hóa hiện bây giờ của PP nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng hodlers uh, thì lại nhiều hơn dựa theo tài liệu đến từ Etherscan cái số lượng địa chỉ ví lưu trữ nhiều hơn gấp Hầu như là 10 lần các bạn Và chúng ta nhìn vào Dogecoin đi Dogecoin là một trong những đồng meme coin đã ra đời rất rất lâu rồi Thì nói về Dogecoin đã đứng hàng thứ 9 hiện bây giờ Với tổng số vốn hóa là tới 11 tỷ đô la các bạn à, Con số không hề nhỏ Nhưng mà chúng ta có nhìn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví Mà có đồng Dogecoin đó thì lại rất là nhiều Chúng ta có tới tổng cộng đó là cái số lượng địa chỉ ví Là lên tới 4.831.007 điều mình không muốn nói đây đó là nếu các bạn tính trung bình mỗi địa chỉ ví lưu trữ bao nhiêu đô la Pepe thì trung bình á, cái số lượng đó so với lại Shiba Inu và Dogecoin cao hơn nhiều rất nhiều người đã có thể kiếm được rất nhiều tiền từ Pepe điều này là tốt hay là xấu các bạn à, nhiều bạn nói là những cái đồng meme coin này sinh ra để được bơm thổi và phần lớn là những cái đồng lừa đảo thì tại sao tôi dành thời gian để mà nói về những đồng meme coin này à, nó đâu có được tốt đâu trước hết á, đương nhiên thường không khuyến khích bất cứ ai đầu tư cái gì hết à, chỉ chia sẻ thông tin và chỉ chia sẻ những gì mình thôi đang làm mà thôi và những bài nào thuộc dõi kênh bao nhiêu năm qua, con đã biết là miêm không có phải là lựa chọn hàng đầu của thuần capital thuần rất ít đầu tư về miêm à, và thật ra ngay thời điểm bây giờ đó miêm thường có chỉ là doscon mà thôi không có shiba inu và cũng không có pepe nhưng Thuần vẫn hiểu cái sự ảnh hưởng của những đồng này để Thuần chia sẻ thêm với các bạn Đầu tiên hết là chúng ta đã thấy được rất nhiều sàn đã list những đồng này Chúng ta thấy là hôm nay đó sàn Binance, sàn lớn đã ra quyết định là sẽ list Floki và Pepe Thì tại sao vậy các bạn? Tại sao những sàn lớn đều list những đồng này? Rất là đơn giản, khi mà chúng ta nhìn vào vốn hóa đó thì các bạn thấy được là tuy đã có sự tăng trưởng rất nhanh về vốn hóa của Pepe nó đã vào cái hạng thứ 41 trong top 100 này. Nhưng mà thật ra đó khi mà chúng ta nhìn vào cái giao dịch trong vòng 24 giờ qua đó thì Pepe đứng hạng thứ 5 các bạn, chỉ đứng sau USDC, Ethereum, Bitcoin và Tether mà thôi. Có thể thấy được là cái nhu cầu và cái hứng thú giao dịch Pepe cao cỡ nào cho nên đương nhiên những sàn giao dịch thì list listing đồng này vì nhu cầu giao dịch rất là cao và càng lên nhiều sàn mà nhất là những sàn lớn đó thì các bạn thấy được là nhiều người lại càng biết đến hơn và cũng như thời điểm mà Dogecoin tăng nhanh hay là Shiba Inu tăng nhanh chúng ta thấy được là thời điểm này chúng ta cũng có những cái câu chuyện kỳ diệu như là cái người này đã cho thấy được là bắt đầu đi uh, thu mua đồng Pepe Thời điểm đó là ngày 14 tháng 4 các bạn Chỉ từ thời điểm ngày 14 tháng 4 mà thôi Lúc đó nó bỏ ra tổng cộng là 251 đô Có nghĩa là khoảng 0.152 Ethereum Và lúc đó đã thu mua được tổng cộng là 5.9 nghìn tỷ token Pepe Và các bạn thấy được cái số lượng đồng Pepe này Cực kỳ đáng giá bây giờ Đáng giá đến cỡ nào các bạn Đáng giá đến nổi Mà cái người này đó đã bán một số lượng rồi người này đã, đã bán tổng cộng là 2.000 tỷ Pepe và đã thu lại lợi nhuận là 1 triệu 060.000 đô mà trong ví của người này đó thì bây giờ vẫn còn lưu trữ hơn 8 triệu đô la 8,3 triệu đô la đồng Pepe các bạn các bạn có nghĩ đi một người bỏ ra 251 đô thu mua đồng PP ngày 14 tháng 4 không phải là cách đây 5 năm, 6 năm, 10 năm mà chỉ từ ngày 14 tháng 4 thôi mà người này đó không những là đã bán bớt đi, đã thu vô hơn 1 triệu đô la mà vẫn còn 8,3 triệu các bạn. Một con số cực kỳ kinh khủng luôn. Và cũng chính những câu chuyện này, cũng chính những cái sự FOMO đó dẫn đến rất nhiều người mới tham gia vào thị trường này. Thì câu hỏi là những meme coin này có tốt hay là không có thể là nhiều bạn đầu tư đó các bạn không thích meme coin này tại vì khi mà chúng ta có nhiều meme coin giao dịch thì chúng ta lại nghe những cái câu chuyện và đối đầu với những cái sự kiện à, như là chúng ta nói tới là đồng meme coin pp này Uh, trading nhiều như vậy đó dẫn đến là cái phí gas trên Ethereum đã tăng nhanh Tại vì đây là một cái token trên mạng lưới của Ethereum Và tính cho đến ngày hôm qua đó Phí gas đã có lúc lên tới trung bình là khoảng chừng 15 đồng 82 cent các bạn Con số này đó tuy không phải là cái mức cao nhất À, có nhiều lúc giống như là thời điểm mà chúng ta có những cái à, sự bùng nổ của những cái giao thức DeFi đó thì à, chúng ta có thể trả tới 30 40 đô cho một giao dịch nhưng mà 18 đồng 82 cent cho Ethereum nhằm là con số cũng không hề nhỏ đâu. Đây là cái sự tăng trưởng tại vì mạng lưới bị tắc nghẽn các bạn và đây cũng là lý do tại sao mà nhiều dự án họ lựa chọn à, bắt đầu từ mạng lưới tầng 2 của Ethereum những giải pháp như là chúng ta nói tới à, Arbitrum, Polygon vân vân. Nhưng mà tôi đó thì sau khi mà có cập nhật sang 2 thì bước kế tiếp đó chính là bắt đầu chú tâm vào giải quyết cái vấn đề tắc nghẽn mạng. Nhưng mà bây giờ đó khi mà chúng ta có những giao dịch này thì dẫn đến là cái phí lại tăng cao. Nhiều người không thích vấn đề này. Và chúng ta cũng thấy được là coin bây giờ không phải chỉ có trên Ethereum hay là BNB mà Mimcoin đó bắt đầu đã xuất hiện trên mạng lưới của Bitcoin các bạn và ở trên Bitcoin đó các bạn thấy là gần đây chúng ta đã có sự xuất hiện của một cái gọi là inscription inscription nó giống như NFT chúng ta đã nói tới trước đây à, nhưng mà sau đó đó thì thông qua giao thức ono người ta cũng đã bắt đầu thử nghiệm một cái giao thức gọi là BRC 20 trên mạng lưới của BTC và có thể giao dịch meme Coin. À, và nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn cần phải có theo hiểu là một cái địa chỉ ví riêng và một cái loại ví nó chuyên về BRC 20 các bạn mới giao dịch được nhưng mà nói chung đó thì chúng ta đã được sự hứng thú giao dịch meme Coin ở trên BTC cũng tăng luôn dẫn đến là cái phí của BTC bây giờ đã trung bình là khoảng 7 đồng 20 cent tuy nhiên là không cao như là những thời điểm mà chúng ta nói tới năm 2021 hay là trước đó năm 2017 có lúc thuận phải trả tới 20, 30, 50 đô cho một giao dịch thì đương nhiên 7 đô 20 cent không phải là nhiều so với mức đó nhưng mà rất nhiều so với là mức trung bình mà chúng ta đã thấy cái thề bài tuần thì nhiều người đương nhiên không thích vấn đề này tại vì bây giờ họ giao dịch tự nhiên lại phải đóng cái phí cao rồi phải đối đầu với tắt nghẽn mạng lưới và nhiều người là không thích đồng mà meme coin này nó là chỉ thu hút được chứ Momo đến thị trường này những đồng meme coin này là lừa đảo không có giá trị gì hết và sẽ dẫn đến là những người đầu tư bình thường nhìn vào thị trường này đó giống như là một trò hề vậy thì có nên có meme coin hay là không thì để thuận chia sẻ cái cảm nhận của liên quan đến những vấn đề này đương nhiên những cái mặt xấu chúng ta đã nói tới rồi thứ nhất là chúng ta thấy được là phí sẽ tăng lên tại vì mạng lưới bị tắc nghẽn thứ nhì nữa là chúng ta sẽ thấy được là miêm đó nó giống như là một số số vậy tuy chúng ta thấy được là pp tăng nhanh chúng ta có CBN, nếu chúng ta có dosco chúng ta có những ví dụ mà những miêm đó tăng trưởng rồi có thể giữ được một cái mức nào đó và giữ được sự hứng thú của những nhà đầu tư À, nhưng mà sự thật đó, thì meme coin ngày nào cũng có các bạn chúng ta cũng vừa đọc cái uh, tin tức cách đây một tuần là phần lớn những cái meme coin được tạo ra bởi một người hay là một nhóm người nào mà thôi và phần lớn đúng là lừa đảo cho nên phần đó là không sai các bạn và việc làm ăn rất nhẹn cũng không sai luôn à, nhưng mà để thùng chia sẻ cái góc nhìn khác với các bạn về việc là những đồng meme coin này thu hút những người mà không phù hợp đến thì crypto này thì cũng không hẳn đâu các bạn Tại vì đương nhiên meme coin là một cái điều mà thuốc rất nhiều người đến các bạn đã nhớ đó là năm 2021 cái sức khúc lớn nhất đến thị trường này đó chính là NFT, đó chính là sự bùng nổ của Dogecoin rồi sau đó là Shiba Inu, dẫn đến rất nhiều người mới tham gia vào thị trường này. Đúng là các bạn thấy được là sau đó rất nhiều người đó họ đã rời khỏi tại vì họ thua lỗ hay là họ không còn hứng thú nữa nhưng mà thật ra trong số người đó vẫn có người ở lại cho nên khi mà chúng ta nhìn lại cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ Shiba Inu và Dogecoin mới đây chúng ta vẫn thấy được là tăng theo thời gian. Có nghĩa là vẫn có người ở lại các bạn và những người đó là những người mà, mà sẽ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về chuyện này họ tìm hiểu về uh, bitcoin, ethereum và những cái layer One khác và họ sẽ là những người tin tưởng và tiếp tục ở lại về thị trường này. Nếu như mà không có những cái như là meme coin, nft uh, thì những người đó họ cũng sẽ không hứng thú và điều này đâu các bạn đó là những cái cánh cửa để mà thu thêm những người mới chứ còn nếu chúng ta chỉ dựa vào những đồng như là BNB, Ethereum, BTC thì cũng sẽ thu thêm người mới vào nhưng mà tốc độ nó sẽ không phải như vậy đâu các bạn tại vì cái uh, độ viral nó sẽ không có nhanh như là chúng ta nói tới những đồng như là PP cho nên đối thuận đó thì nói chung nó cũng sẽ có lợi và có hại nhưng mà cái phần lợi vẫn nhiều hơn và các bạn có nghĩ đi những cái NFT meme coin này thu hút thêm tiền vào trong thị trường này thì sau đó tiền đi đâu các bạn Tôi nghĩ là đương nhiên một phần cũng sẽ trở về những đồng mà các bạn tin tưởng như là btc ethereum vân vân đó là điều thứ nhất điều thứ nhì nữa đó là những meme coin này có cho những người mà chưa tham gia crypto nhìn thị trường này và họ cảm thấy như là một trò hề hay không thì cũng không hẳn đâu các bạn các bạn nên nhớ những gì đã xảy ra năm vừa rồi liên quan đến à, những chứng khoán công nghệ các bạn thấy được là chứng khoán công nghệ năm ngoái tăng trưởng và giảm như thế nào các bạn mỗi ngày giảm 20 phần trăm và tăng phần trăm là chuyện chúng ta thấy thường xuyên với những cổ phiếu của những công ty công nghệ lớn và chúng ta nhìn thấy được là gần đây điều gì xảy ra với những cái ngân hàng địa phương các bạn. Chúng ta thấy được là xuống 20%, 50%, rồi ngày hôm sau tăng 80% các bạn, sự dao động nó rất là kinh khủng. Thì nếu như mà các bạn nói là người ta nhìn vào những cái meme coin, nhìn vào crypto và người ta nghĩ thị trường này quá dao động, thị trường này giống như là một trò đùa thì cũng không hẳn đâu. Chúng ta nhìn vào những ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ thì các bạn sẽ nhìn thấy được À, cái sự dao động nó ra sao. thêm vào đó chúng ta cũng đừng quên liên quan đến chứng khoán đó, thì chúng ta vẫn thấy được chúng ta có những cái sự kiện liên quan tới Wall Street Bet các bạn thấy được là họ đưa ra một cái công ty gì đó họ thích rồi họ cứ mua để mà pump giá lên để mà khiến cho cái bên short bị thanh lý. chúng ta lại nhớ đây là sự kiện liên quan tới GME. GameStop đó là những sự kiện nổi tiếng cũng là những sự kiện liên quan tới bơm thổi chúng ta cũng đã từng nói đến rồi cho nên so sánh cả hai bên thường không cảm thấy được là meme coin thật sự dẫn đến nhiều người có cách nhìn xấu hơn về sự dao động của thị trường crypto này và cái gì mang đến lợi nhuận cái gì có giá trị cái gì có nhiều người tin tưởng thì người ta sẽ lưu trữ và trade cái đó các bạn Thường đã giải thích trong một video gần đây là video 1586 phần 2 tiền là gì trong video thường dành để giải thích cho bạn một câu chuyện rất là thú vị liên quan đến giá trị đến từ đâu nhưng mà mà chưa xem thì có thể xem video này để hiểu hơn à, và còn về phí tăng cao khi mà những meme coin nó được giao dịch nhiều thì có phải là xấu hay không thì đương nhiên nếu như các bạn cần phải gửi tiền thì đương nhiên rất xấu rồi các bạn các bạn cần phải di chuyển cái tiền bây giờ thì phải trả cái phí cao hơn nhưng mà ngược lại đó cho dù là các bạn không phải là một người mà thích trade meme coin lưu trữ nhiều meme coin các bạn không được lợi ích gì từ sự tăng trưởng của PP thì cũng không hẳn đâu nếu như các bạn là một người đầu tư dài hạn trong thị trường này thì như đã thuận vừa chia sẻ đó chúng ta cũng sẽ có nhiều người mới hơn biết đến và ở lại thị trường này chúng ta sẽ có thêm một phần tiền ở lại thị trường này và thêm vào đó như mà nào mà lưu trữ Ethereum thì các bạn nên nhớ là mỗi lần mà có giao dịch nhiều mạng lưới tắc nghẽn thì chúng ta cũng thấy được là cái số lượng Ethereum bị đốt nó tăng lên các bạn Để các bạn có thể nhìn thấy được là cái số lượng Ethereum trong dòng Một ngày qua chúng ta đã Thấy được là đã có 12.517 Ether Bị đốt đi, các bạn thấy được là Chỉ tính một ngày qua thôi Ethereum đã giảm phát 3.8% Các bạn, con số không hề nhỏ Tại vì sao? Tại vì nhiều người sử dụng Uniswap để mà mua bán memcoin và thậm chí bản thân Của Pepe, các bạn thấy được là vì Duy chuyển on-chain đó cũng đã có tổng cộng là 264 Ether bị đốt đi trong thời gian một ngày qua trong vòng 7 ngày qua chúng ta thấy được là PP đã đốt đi 451 Ethereum đó là chúng ta tính on chain liên quan tới PP thôi chứ còn trong vòng một ngày qua chỉ có tính riêng Uniswap đó các bạn thường là đốt tới cả ngàn Ether như các bạn nhìn thấy trên màn hình chúng ta nói tới Uniswap 3,9 000 Ether bị đốt đi và Uniswap version 2 1.1 ngàn Ether bị đốt đi và Uniswap version 3 có 385 Ether bị đốt đi chỉ trong vòng có một ngày thôi các bạn và rất nhiều những cái đồng được giao dịch trên Uniswap đó chính là những đồng meme coin cái mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó không phải là tôi nói là meme coin là tốt hay là xấu các bạn nên giao dịch hay là không nên giao dịch đó là quyền của các bạn mà thôi các bạn nên hiểu là chúng ta không thể ngăn chặn ai tạo ra một thô kinh mới ở trên ethereum hay là trên bất cứ mạng lưới phi tập trung nào tại vì đó là đặc điểm của phi tập trung chúng ta cũng không thể ngăn chặn ai giao dịch bất cứ đồng nào của các bạn đó cũng là đặc điểm của phi tập trung và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta tìm đến thị trường này một cái lĩnh vực hoàn toàn khác so với thị trường tài chính ngoài kia cho nên nếu chúng ta đã không làm được gì rồi thì chúng ta cũng nên nghĩ đến một cái mặt tích cực hơn. Đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn. Rồi, có một số những thông tin khác tôi muốn chia sẻ trước khi mà chúng ta bắt đầu một cái cuối tuần. À, chúng ta có tiểu bang North Carolina, đây là tiểu bang Bắc Carolina, thì à, cũng tương tự, tôi nói tương tự nhưng mà không phải giống hoàn toàn khi mà nói tới CBDC so với lại Florida các bạn. Chúng ta đã biết là Florida là một trong những tiểu bang mà chúng ta có thống đốc à, kịch liệt chống đối CBDC, nói là nếu như mà có CBDC nghĩa là tiền kỷ lục số quốc gia, thì tiểu bang Florida sẽ hoàn toàn cấm và không cho sử dụng ở tiểu bang North Carolina như là Bắc Carolina đó, thì cũng có một dự luật tương tự. Hiện bây giờ đó chúng ta thấy được là hạ viện đã thông qua dự luật 690. Đây là hạ viện của tiểu bang uh, Carolina, Bắc Carolina. Hiện bây giờ chứ hiện bây giờ vẫn chưa thông qua thượng viện và chưa được ký bởi thống đốc nhưng mà ít ra đã thông qua hạ viện rồi. Cái luật này đó là nhằm để mà cấm cơ quan nhà nước cũng như tòa án chấp nhận thanh toán bằng CBDC hoặc tham gia thử nghiệm đồng đô la kỹ thuật số của Fed, đồng thời không cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là Fed đưa North Carolina trở thành một nơi thử nghiệm cho CBDC. Việc thúc đẩy chống lại CBDC đã dường như đang trở nên phù hợp hơn về mặt chính trị trước cuộc bầu cử của 2024 mà thông nghĩ là sẽ còn một số tiểu bang khác cũng sẽ lên tiếng tương tự. Chúng ta vừa nói tới Florida mới đây rồi, dự luật này sẽ được chuyển đến Thượng viện nơi sẽ được thông qua trước khi được ký thành luật bởi thống đốc bang hay là sẽ bị từ chối thì điều mà chúng ta thấy một sự khác biệt ở đây đó là ở florida họ muốn cấm hoàn toàn ở north carolina đó thì họ chỉ muốn cấm hai điều thứ nhất là những cơ quan nhà nước tòa án chấp nhận CBDC làm phương tiện thanh toán và thứ nhì là không cho phép dùng North Carolina trở thành nơi để thử nghiệm CBDC. Còn người dân sử dụng thì họ không có ý kiến. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Florida và North Carolina nói chung. Thì vẫn là tư tưởng cấm nhưng mà nó có hai cái cách tư tưởng suy nghĩ khác nhau. Và thêm vào đó bên dưới này đó thì có một quận hạt ở tiểu bang North Carolina có tên là Buncombe. À, cái quận hàng này ra cũng đã phê duyệt lệnh ngưng đào crypto trong vòng 1 năm kể từ 2 tháng 5 cho đến ngày hai tháng năm của năm sau tại sao vậy các bạn không phải là họ không thích mà bây giờ họ nói họ cần có thời gian để đưa ra quy định về sử dụng đất chuyên dùng à, để có cái mảnh đất mà nó được duyệt để có thể đào khôi được Thì tại sao mà chúng ta có những tiểu bang bắt đầu lên tiếng nói là chống đối CBDC Tại sao chúng ta có những thượng nghị sĩ, à, những dân biểu đứng lên chống đối CBDC Thì các bạn cũng đã biết rồi Tôi đã chia sẻ với các bạn trong những cái video gần đây về sự lo lắng sử dụng CBDC để kiểm soát người dân và chúng ta cũng đã có một cái luật khác nữa được thông qua ở El Salvador. Các bạn chi tiết hơn đó là Tổng thống Jeep uh, Berkeley uh, của El Salvador đã ký luật loại bỏ tất cả các loại thuế trong đó bao gồm thu nhập tài sản các bạn có lời và thuế nhập khẩu đối với những công ty phát triển đổi mới công nghệ lập trình phần mềm và ứng dụng à, chúng ta có trí tuệ nhân tạo sản xuất phần cứng máy tính và truyền thông bao gồm của những công ty tiền điện tử và bitcoin các bạn nói chung El Salvador vẫn tiếp tục bước tới để tìm cách thu hút sự phát triển liên quan đến ngành công nghệ đến El Salvador và cuối cùng là một cái thông tin liên quan tới Do Kwon thì Do Kwon hiện bây giờ đó nhiều bạn có biết là sau khi mà bị giam giữ bởi cảnh sát ở Montenegro thì bây giờ thì vẫn đang ở quốc gia đó. Công tố viên Hàn Quốc đó đã lên tiếng nói là Do Kwon cần phải được dẫn độ về Hàn Quốc và cần phải đối đầu với lại một cái bản án nếu như mình thành lập đó có thể là bị tù giam lên tới 40 năm các bạn. Tại vì gần đây đó chúng ta đã thấy được là có một người ở Hàn Quốc cũng đã Dính vào một cái sự lừa đảo thương nên hiểu đây cũng là một trong những cái vụ lừa đảo Tài chính lớn ở Hàn Quốc à, Lên tới là hơn 1 tỷ đô la Và người này đã sau khi mà tội gia thành lập Đã phải vào tù là 40 năm So với lại Do Kwon Thì các bạn thì được là cái sự kiện Liên quan đến Thea Luna Đáng giá lên tới 40 tỷ đô la Thì công tố viên ở Hàn Quốc muốn bản án này áp dụng với con nếu như tôi nhận thành lập đương nhiên chúng ta vẫn chưa biết kết quả sẽ ra sao từ Dogecoin bây giờ vẫn chưa được dẫn độ và vẫn chưa phải ra tòa và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thu Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và thủ hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và thuần Sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Source Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short